Akashop xin chào 800 quý thượng đế YouTuber và Facebook. Như trên màn hình đây là xe Honda BS, một mẫu xe gọi là hoài niệm đến một số anh em, giống như là đi lăn. À, dòng xe cũng tuổi đời cũng khá lớn các bạn ha. Thì hôm nay là anh chủ xe anh dọn tổng thể lại cái phần xe, ảnh sơn là dàn áo rồi ảnh dọn đồ này kia. Bên mình chỉ làm về phần đèn điện, còn phần sơn hay là bộ kiển hay là gì thì bên mình không có làm. Hôm nay thì như mình đã nói là ảnh dọn là xong, bên mình nâng cấp về phần đèn điện chỉnh, cụ thể là phần đèn chiếu sáng là lên gương cầu và chính xác là con Red Glow 2.0 của Red Lighting. Tí xíu mình sẽ nói chi tiết về phần đó. Audi cả trước và sau như các bạn thấy bốn xi nhan về phần đèn hậu, bốn xi nhan. Do đặc thù là xe này xi nhan nó nhỏ nên cái mẫu mã hay là cái họa tiết đèn nó không nhiều. Nói với đi lăn thì còn được lớn hơn tí xíu. Còn con BS thì cái đèn xi nhan mình để kỹ, nó nhỏ xíu như thế này. Thì mẫu mã mình nói là không nhiều được, chỉ giống như xe khác, mấy con SH là những con khác, AB đồ, NVX đồ hay là Exeter là những con thông dụng, cái mẫu mã nó nhiều. Thì cái chó đèn nó lớn, cứ cần chó đèn lớn thì mình sẽ làm được nhiều cái kiểu đèn các bạn. Cho nên những chó đèn nhỏ mình chỉ thôi đa số là mình làm đơn giản là gì? Là cái sọc Audi như thế này. Và những cái bóng bờ lốc, bóng bờ lốc là cái chấm tròn này nè. Khi là bóng bờ lốc thì bóng bờ lốc nó sẽ có màu trắng, màu xanh dương, màu đỏ, màu vàng. À, phối hợp màu đời mi một màu, xi nhan một màu. Cái sọc Audi này thì sẽ có trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng luôn. Nên sẽ tùy theo cái màu của chiếc xe mình sẽ binh cái màu của cái led, hoặc là cái màu của led phù hợp với màu các bạn yêu thích, hoặc là màu hợp với phong thủy các bạn. Đó. Có những anh em người ta chơi xe người ta chọn màu xe, màu đèn hợp với phong thủy nữa, là hợp cái mạng của mình đó, khi mộc thủy hỏa thổ tùy mỗi người. À, rồi mình sẽ cho bạn xem về phần sau. Phần sau cũng giống như ngoài trước là một cái sọc Audi bản to đơn giản. Tại sao mình làm bản to? Bởi vì cái đèn nó đã nhỏ rồi mà làm cái sọc nhỏ nữa thì làm sao mà thấy rõ được cái lồng Audi nó đẹp được. Đèn mình nhỏ thì mình cố gắng làm cho các bạn cái sọc Audi nó bản to, cùng với những bóng lốc như thế này. Ngoài sau mình xài mỗi bên 3 bóng, ngoài sau nó có không gian hơn nên mình làm mỗi bên 3 bóng, ngoài trước không gian nó hơi ít nên mình làm mỗi bên 2 bóng. Cái logo ở giữa thì các bạn muốn để chữ gì tùy các bạn muốn để tên, nickname, số các bạn yêu thích hay làm cái logo tùy các bạn. Thì hôm nay mình để đúng bà chữ BS, đúng cái tên xe nó dễ ha, dễ nhận biết. Và khi xi nhan thì cái lằn Audi này nó chấp tắt đó, 6 bóng lốc này sẽ đổi màu luôn khi xi nhan. Như mình đã nói, lốc sẽ có trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, xin lỗi không có xanh lá mà trắng, xanh dương, đỏ, vàng để các bạn chọn. Đó. Bây giờ mình cho tín hiệu xi nhan và tín hiệu thắng cho bạn xem thử cái đèn hoạt động như thế nào nha. Đây tín hiệu xi nhan như mình đã nói thì xanh dương mình cho nó qua đỏ. À, đó, xi nhan từng bên các bạn thấy không? Là lốc sẽ đổi màu. Và mình xài bóng lốc như mình đã nói, cái điều mà lốc mà sáng đủ 4 ngăn đèn khi ở chế độ đờ mi và xi nhan, cái điều này mình đã cho anh em giới thiệu cho anh em khoảng 5-6 năm trước rồi. Thời điểm mình làm cái video này là tháng 3 2022, cuối tháng 3. Cái bóng lốc này mình đã giới thiệu các bạn chơi từ khoảng 5-6 năm trước rồi. Lốc bên ngoài thị trường á là đờ mi nó sáng có 3 ngăn ở ngoài à. Xi nhan nó sáng ngăn ở giữa. Còn của mình là khi đờ mi và xi nhan nó sáng đủ 4 ngăn ở chế độ đờ mi và xi nhan, nó giúp cho cái bóng mình nó mạnh hơn, nó sáng đều cái bóng hơn khi nó sáng đèn. Bộ đèn các bạn có thấm mỹ hơn nếu các bạn nhìn cận cảnh. À, mình chú trọng từng chi tiết nhỏ cho bạn như vậy cho đẹp mắt. À, rồi mình cho tín hiệu xi nhan bên còn lại. Đây các bạn. Đó. Rồi, mình tắt xi nhan luôn, mình cho tín hiệu thắng luôn các bạn. Khi thắng thì cái logo nó chớp F1 nè. Cái logo này là có đèn led trong này luôn nha, mình làm đèn led luôn. Thì cái đèn nó cũng hắt được xuống cái biển số. À, các bạn hãy gõ cái tay mình hướng ánh sáng rồi nè. À, nó sẽ hắt được ánh sáng xuống biển số luôn. Đó các bạn. Đây là cái phần đèn sau. Chỉ là đơn giản là Audi, sọc Audi cùng với 6 bóng lốc. Các bạn ở xa nếu các bạn làm những cái option như thế này á, xi nhan á, 4 xi nhan là hai trước, hai sau với đèn chính, hoặc xin lỗi với đèn hậu này. Thì các bạn tháo đèn gửi vô làm, nếu các bạn có yêu cầu làm. Còn các bạn có được điều kiện cho xe tới làm, cho xe tới tiện không, mà sẽ làm hoàn chỉnh tất tật mọi thứ. À, tại vì nếu mà xe tới thì mình sẽ làm hoàn chỉnh được mọi điện đốm cho bạn theo yêu cầu của bạn. Đó là vậy. Rồi đây là phần ngoài đang nói về phần ngoài sau, bây giờ mình sẽ về ngoài trước. Ngoài trước thì như mình đã nói là phần Audi cùng với gương cầu. Đây. Thì gương cầu cái option đơn giản hôm nay á là cái phần đèn dòng một màu thông dụng, trắng ngoài đỏ trong, hay còn gọi là đèn dòng thiên thần hay là mắt quỷ. Đó. Do cái mặt kính này nó hơi bị cũ nên nó bị những cái nó bị răng á, nên các bạn nhìn không rõ, nó bị lem lem ánh sáng là do cái mặt kính này nó kiểu nó cũ rồi, nó bị lỗi rồi. À.
Đây, thì xi nhan cái trước sau nó đều giống nhau các bạn. Nó hoạt động thì giống nhau như thế này. Đó là phần này mình sẽ nói lẹ luôn nè ha. Mình sẽ nói tiếp về cái phần gương cầu. Rồi, mình cho tắt tín hiệu xi nhan. Cái phần gương cầu thông dụng nhất là gương cầu và phần đèn dòng một màu cố định. Các bạn muốn chơi chất hơn các bạn lên 3D. 3D nó có nhiều option lắm, 3D một màu, 3D nhiều màu chỉnh áp. Chỉnh áp là chỉnh full màu sắc trên điện thoại. Cái đèn dòng vẫn có loại giống như vậy mà chỉnh áp vẫn có luôn các bạn. Đó là tùy điều kiện kinh tế, tùy cái chất chơi của bạn, các bạn muốn chơi tới đâu thôi. Còn gương cầu thì cụ thể như mình nói trong video, đây là con Red Glow 2.0. Đây các bạn, bi của Red Lighting của 365 các bạn. Đây là cái bản cái sau của cái con Titan Lux đó. Titan Lux hồi xưa một thời mà làm nổi tiếng trên thị trường bi quốc dân á. Đây là con Red Glow 2.0. Nó có con Red Madrid 1.0 nữa. Có luôn, mà những cái làm con thế cho bạn luôn nha. Của hệ thống 365. Đây các bạn ha. Đó. Thì con này cho ánh sáng vàng các bạn. Con này nhiệt màu đang bây giờ là cho ánh sáng vàng á. Con Red Madrid 1.0 thì ánh sáng trắng hơn. Thì về phần gương cầu á, mình làm rất nhiều dòng bi với các bạn. Nhất là con EMA Racing, Kenzo, thì mình có làm con ZX5, con S300, con S500, con S800, S900. S800, S900 là bi laser. Nói về bi laser thì độ mạnh nó có đúng, độ rộng nó có đúng, nhưng mà bi nó dài. Chính vì nó dài nó hạn chế một số bên xe máy. Bi đó người ta thiết kế sản xuất là dành cho ô tô. Ô tô cái chó nó rộng nó dài thì nó thoải mái lắm, muốn chọn dòng bi gì cũng được tùy các bạn. Còn xe máy thì những dòng xe nó có những dòng bi thật sự nhìn độ mạnh rất là đã mắt, nhưng mà đặt vào chó không được vì nó bị cấn, nó quá hẹp về cái chó đèn. Đó, còn bi LED là các bạn chơi con S500 hoặc S300 là quá ok. Con S500 là ánh sáng trắng, con S300 là ánh sáng vàng. Đó, đó là dòng bi của Kenzo. Ngoài hơn hoặc là có những con bi như là X-Line V20, V20 New mình vẫn có làm cho các bạn. Đó, những dòng bi thông dụng. Thì thường những cái video như thế này nè là mình cho bạn xem hoàn chỉnh phần đèn, hoàn chỉnh phần bi. Còn ánh sáng á, các bạn test trực tiếp thì nó các bạn cảm nhận đúng hơn một cục bi. Một cục bi nó sáng mạnh như thế nào, đường cắt nó cao ít, nó cắt sắc nét, độ rộng của cục bi như ra sao, rồi pha nó cao như thế nào, màu sắc nó đúng là trắng hay màu sắc vàng. Thì các bạn test trực tiếp nó sẽ cảm nhận đúng hơn. Còn các bạn ở xa không có điều kiện đến test trực tiếp á, các bạn tham khảo những video mà mình test rất nhiều bi trên một video. Thôi mình test là nhiều bi trên một video, không test một bi. Nhiều bi như vậy các bạn coi trên một video các bạn mới cảm nhận so sánh được khác nhau từng dòng bi. Nó đúng hơn là các bạn coi một video. Coi một video nó không cảm nhận rõ được nhiều bi trên một video, coi nó dễ hơn. Thì cái video đó mình có làm trên YouTube, kênh của mình là Akashop hoặc là Facebook đều có các bạn ha. Đó. Vậy theo những thời điểm khác nhau, có những dòng bi thông dụng mình sẽ làm video test tất cả những dòng bi để cho các bạn tham khảo. Tham khảo chỉ để là khách quan thôi, còn muốn mà đúng á thì đến test trực tiếp là cảm nhận đúng nhất, ok nhất cho các bạn. Khi đến test báo giá những dòng bi nào, giá tiền bao nhiêu, option như thế nào, xong rồi các bạn cứ việc chọn theo cái yêu cầu yêu thích của bạn, là một là thương hiệu, tài chính của bạn như thế nào và yêu thích cái chùm sáng của bi ra sao là vậy các bạn chọn. Đó. Còn phần đèn điện thì đương nhiên cái phần đèn điện về là phần gương cầu á, là luôn luôn mặc định là phải có gờ le tải từ bình lên ắc quy, bình ắc quy đưa lên qua cầu chì, qua gờ le đưa lên gương cầu. Tải dòng trực tiếp như vậy á thì nó giúp cái dòng cao đủ dòng lên bi, giúp cho bi của mình nó phát được hết công suất của đèn, phát hết công suất của độ sáng của bi các bạn. Đó. Nó qua hệ thống là đưa từ bình lên. Còn những dây điện trên xe á, chỉ là để cho cái cục gờ le nó làm việc, cái mạch điện nó làm việc thôi. Đó. Tải vẫn là cái dây lớn qua cầu chì, qua gờ le đưa vượt thẳng trục bi thì như vậy nó phát được công suất của bi. Các bạn ha. Ở những cái điều mà nhỏ nhỏ ngoài lời mình nói thêm thì các bạn biết điều đó. Đây. Thì chỉ là đơn giản cái BBS này là đèn trước đèn sau. Các bạn không chơi gương cầu, các bạn để chó viên, các bạn thay bóng LED chiếu sáng vẫn có, ở tùy các bạn. Có điều kiện chơi gương cầu thì nói về độ sáng gương cầu là đỉnh rồi. Độ mạnh nè, độ chảy nè, chảy rộng, chảy cao, chảy xa, à, đầy đủ, có pha đá đèn đồ tất tật option gương cầu. À. Bây giờ mình cho bạn xem ví dụ mở đèn có pha thì như thế này. Đó các bạn. Chính vì nó sáng, nó hắt cái camera, các bạn không nhìn rõ được điều đó. Còn khi mà các bạn test trực tiếp các bạn cảm nhận nó chính xác hơn. Bây giờ mình cho các bạn lia camera qua đây coi thử, coi để cảm nhận sơ thôi chứ đúng thì phải test trực tiếp nó đã hơn nhiều các bạn. Đó, đây là ánh sáng vàng các bạn ha. Ánh sáng trắng nó sẽ trắng hơn, trắng cái màn hình mình hơn. Con này như mình nói là Titan Lux là sao, là ở trên cắt ngang ở dưới cắt bầu, cái bầu dưới nó cong. Đó.
Top 3 nè các bạn. Ở đây không gian hẹp nó ngắn, bạn thấy như vậy, chứ càng ra xa thì cái độ chảy nó càng dài và cái độ mở pha nó càng rộng, nó càng cao. Các bạn đá đèn cực kỳ đã đối với xe tải đi ngược chiều đó, mình đang đá đèn nè, phải rõ ha. Do không gian mà nó hẹp nó ngắn quá các bạn không được điều đó, nhưng mà ánh sáng càng ra xa càng rộng thì nó càng phát ra được, nó trải bề ngang và nó trải cái độ dài đi các bạn hả. Tắt đèn vắt xin đó các bạn, ánh sáng này chung quanh nó quá sáng, cái nơi làm việc nó sáng rồi, vô camera nó bị giảm đi nữa, nó không đúng thực tế. Nó mình nói qua camera như video các bạn tham khảo sơ và coi cách thức hoạt động rồi thôi. Rồi đây là sản phẩm khi chưa lên đèn, các bạn nhìn rõ thì chụp si đèn dòng làm lưới đầu thợ mình sẽ tùy theo mỗi chỗ đèn, tùy theo kết cấu đèn dòng 3D hay là không 3D, cái đèn dòng như thế nào thợ mình sẽ binh cách nào cho thẩm mỹ đèn nó có nhất có thể và hoàn thiện sản phẩm cho bạn. Có những cái chó đèn vừa kết hợp cả si và lưới như chỗ này, cái lưới là để mình che đi những khoảng trống của chó đèn sau khi mình rút cái chó zin ra đó. Có những chó đèn là không xài lưới hoặc là không xài si, nên là sao tùy cái thủ thuật làm của từng chó đèn và từng cái cục bi và từng cái đèn dòng đi kèm mà thợ sẽ làm cho các bạn có thể là ok tốt nhất có thể đối với cái thời điểm đó. Và từ từ sẽ có những thời điểm khác, có những cái option, những cái nâng cấp khác thì nó là khác nữa các bạn ha. Thì đối với bi á, thì càng ở xa thì tháo đèn gửi vào mình cố gắng xử lý về cái bằng đèn điện. Khi lắp đặt thì thợ mình sẽ hỗ trợ thợ bạn xử lý thêm. Rồi đến đây cũng là xong cái option hôm nay của chiếc BS Audi trước sau phần gương cầu các bạn ha. Mọi thắc mắc tư vấn báo giá vui lòng gọi trực tiếp sau đoạn video, liên hệ qua Facebook, Zalo. Thời gian làm việc của shop mình là 9 giờ sáng đến 6 giờ bên tối và làm việc suốt tuần. Mọi thắc mắc tư vấn vui lòng liên hệ trong thời gian làm việc trên, ngoài thời gian làm việc tin nhắn cuộc gọi nhỡ chẳng thấy chờ, hôm sau mình làm việc lại sẽ liên hệ lại các bạn và tư vấn báo giá. Và video kết thúc, xin cảm ơn mọi người dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên những video. Mọi người xin cảm ơn và xin chào các bạn.